Hello, em xin chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc quạt Nhật thương hiệu là Nationa. Chiếc này là quạt sắt nha, sắt toàn tập, chỉ có cánh là cánh nhựa thôi. Na này thường gọi nó là na sấy. Mấy chiếc này thì quạt gió cực kỳ êm. Chiếc này là hoàn toàn là zin mộc hết, cánh là lành tít nha các bác. Quạt Nhật thường là điện của nó điện zin là 100V. Chiếc này còn mới dữ lắm nha các bác. Để em quay cận cảnh cho các bác xem. Zin mộc, hoàn toàn zin mộc hết. Thường cái này của nó là chớp trước của nó là gọi là chớp hỏa tiễn đó, chớp đầu đạn đó. Từ cái sợi dây cũng nhìn sợi dây nó còn zin đẹp luôn. Phía sau này cái vặn này là để điều chỉnh góc quay. Các bác nào thích góc quay sau thì mình có thể vặn vặn vòng ngược là nó quay sau, còn ở trên là tiếp lăng để cho nó dừng. Đây là gọi là na sấy nè, xoắn gì nó sẽ tuột xuống. Dưới đế vẫn còn mới keng nha các bác, hoàn toàn không gỡ đụng những cái gì hết. Để zin nhiều bác rất thích những cái quạt zin như thế này. Bác nào thích quạt này thì cứ alo trực tiếp em hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại nha, 0918120267, để các bác có thể xem được nhiều trường hợp khác hơn em. Bác nào cần gì thì cứ kết bạn trên Zalo, em gửi video và hình chi tiết hơn, dễ xem hơn. Em kết thúc video và cảm ơn tất cả các bác đã xem qua video và luôn ủng hộ bên em. Em chào tất cả các bác.